dùng súng khống chế, cướp hàng trăm triệu đồng của cặp vợ chồng bán hàng online. Chiều ngày 17 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng mang súng đi cướp tài sản chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi gây án. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 1, anh NTP, sinh năm 1983, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, đang nằm ngủ cùng vợ và bốn con tại láng công ty Thanh Hà thuộc khu công nghệ Cao Hòa Lạc, thôn 4 xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất thì bất ngờ có hai người đập cửa xông vào lán. Một người cầm súng ngắn, người còn lại cầm dao khống chế, đe dọa anh P và gia đình. Sau đó, chúng bắn một phát chỉ thiên rồi trói vợ anh P và lấy của gia đình 200 triệu đồng. Các đối tượng còn yêu cầu trước 12 giờ trưa cùng ngày, vợ chồng anh P phải nộp tiếp 5 tỷ đồng cho bọn chúng. Sau khi xảy ra vụ việc, anh P đã đến phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội trình báo xác định tính chất nghiêm trọng và manh động của các đối tượng ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Trần Văn Hào, sinh năm 1987, hộ khẩu tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trâm, sinh năm 1999, hộ khẩu tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn loại đạn cao su, một dao nhọn, 69 triệu đồng, ba điện thoại di động, ba đôi găng tay. Tại cơ quan công an, từ lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được làm rõ. Theo đó, khoảng tháng 7 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trâm quen biết Trần Văn Hào. Cả hai bàn bạc bà cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản. Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị một xe máy một áo và một mũ bảo hiểm Grab, ba đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm công cụ, phương tiện đi cướp tài sản. Cuối 10 đến 2021, trăm xuống Hà Nội gặp Hào bàn bạc việc đi cướp tài sản. Quá trình này, Hào phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Hường của chị HTH, sinh năm 1988, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đang bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên chọn làm mục tiêu gây án. Sau một thời gian theo dõi, Hào và Trâm phát hiện địa chỉ chị Hát thường xuyên phát livestream tại công ty cổ phần Thanh Hà, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 1, Trâm, Hào đến khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi, thấy có đông người đang chơi ở sân nên hai đối tượng ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 16 tháng 1, thấy gia đình chị Hát đi ngủ, Hào và Trâm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty, Hào rút súng khống chế. Trói NVC là bảo vệ công ty cổ phần Thanh Hà. Sau đó, Trâm đạp cửa, rồi cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị hát hào cầm súng Trâm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị hát yêu cầu đưa tiền thấy vợ chồng chị hát la lớn hào bắn một phát súng lên trần nhà để uy hiếp đồng thời yêu cầu đưa 100 tỷ đồng nhưng vợ chồng chị hát không có đủ và xin đưa trước một khoản tiền mặt đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển cho hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản chị hát lấy trong túi sách ra hai cọc tiền khoảng 200 triệu đồng đưa cho hào sau khi nhận tiền hai đối tượng dùng băng dính trói vợ chồng chị hát vào ghế Đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị Hát chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của hào trước 12 giờ cùng ngày nếu không sẽ giết chết cả nhà.